một mình em cũng giấc mộng về đôi mình. Thế nhưng anh vẫn cứ mãi hững hờ nên giấc mơ vẫn tan tành. Sao? Sao bộ? Yên tâm đi, chú chủ của tôi giữ chữ tín lắm. Chú tên là gì vậy con? Trần Thông Minh. Vô số 1 nè. Chơi như vậy hơi ngu nha chú chủ. Nhà chú bình yên ghê luôn. Cứu tôi ra. Có chuyện gì vậy cô gia sư? Nhà của anh thấy sợ quá hả? Thi ra. Hai đứa bài trò gì nữa đây hả? Ai vậy ba? Ai vô? Dạ sư. Bà nội là một người tốt tính như vậy, tại sao không ở cùng gia đình cho nó hạnh phúc? Không, người già thường khó tính, tao không có cho dung đưa diện lão hết á. Sai rồi, ta không thể chấp nhận những người bị vô duyên. Là ba cho người ta vô nhà mình luôn hả? Ừ. Ba nhập hộ khẩu luôn hả? Đúng rồi. Kiếp đầu. Đưa đây, bắt cái này. Một thứ ba. Bới lội. Mày ngon mày nhảy đi. Đau chú. Xem mặt vô. Một Việt Nam truyền thống trong thời kỳ hiện đại. Một Việt Nam giàu bản sắc giữa kỷ nguyên hội.